Tôi đã quên mật khẩu đăng nhập ứng dụng MB Bank thì phải làm thế nào? Ok, thì lấy lại mật khẩu thôi. Các bạn bật giao diện MB Bank lên. Các bạn nhìn thấy cái chữ quên mật khẩu đấy chưa? Nhấn vào chữ quên mật khẩu này. Rồi, ở đây các bạn có bốn cái thông tin. Đầu tiên là nhập tên vào, tên đầy đủ. Các bạn viết tên in hoa hết hoặc là chữ cái của đầu tiên của từng chữ thì hết viết hoa lên. Giấy tờ thì của mình là chứng minh thư, mình chọn chứng minh thư. Nhập số chứng minh thư vào. Rồi, nhập số điện thoại mà đã đăng ký MB Bank này. Nhấn gửi. Rồi, các bạn sẽ được quay chân dung khuôn mặt nhé. Làm theo hướng dẫn và ngồi chỗ sáng một chút rất là nhanh. Rồi, mã OTP sẽ gửi về số điện thoại của các bạn. Ok, bạn ấn đồng ý để mã nó tự điền luôn. Rồi, sẽ tự động chuyển sang bước sau này. Rồi, thay đổi mật khẩu thành công. Và có tin nhắn gửi cái mật khẩu về để các bạn đăng nhập. Đây, mình truy cập vào tin nhắn. Các bạn có thể sao chép cái mật khẩu này hoặc là ghi ra giấy. Thì mình sẽ chuyển tiếp sang một tin nhắn mới thì mình sẽ sao chép được. Mình chuyển tiếp giống như là đang gửi, đang soạn. Đấy, mình sẽ sao chép cái tin nhắn KV A còng kia. Cái tin nhắn đấy là mặc định hệ thống MB đã gửi cho mình. Rồi. Các bạn sẽ đăng nhập. Dán mật khẩu vào đây. Nhấn đăng nhập. Rồi các bạn sẽ thay mật khẩu. Mật khẩu vừa xong các bạn dán tiếp vào đây. Và đặt mật khẩu mới. Mật khẩu mới thì bao gồm chữ hoa, chữ thường, số. Nhập hai lần giống nhau. Nhấn gửi. Rồi, có thông báo hiện lên. Vui lòng đặt mật khẩu khác với ba cái lần gần đây nhất. Tức là mật khẩu không được giống mật khẩu của lần trước nha các bạn. Đây là cũng là cái yếu tố để bảo mật mà. Mình nhập lại cái mật khẩu khác ngắn hơn. Rồi, nhấn gửi lại. Rồi xong. Như vậy là rất là nhanh các bạn có thể cấp lại mật khẩu. Đây cũng là cách các bạn có thể thay đổi mật khẩu nhé. Thì đây mình sẽ kích hoạt luôn cái chế độ đăng nhập bằng vân tay đây. Đấy, như vậy là trong mấy phút vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn lấy lại cái mật khẩu, đặt lại cái mật khẩu để đăng nhập cái ứng dụng MB Bank nhé. Trong quá trình quá trình thao tác mà có vướng mắc gì các bạn để lại comment nhé. Đừng quên like, share video và đăng ký kênh của mình để xem thêm nhiều video hữu ích khác nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.